đã rộng bộp sắt. Các bạn dùng phiền cổ. Ô, này miền ta. Này, nhìn đúng. Sắt. Sắt ngọn xong tất này. Này. Mệt mà đại mới. Nhìn pleo. Này, sắt ạ. Sắt nhóm. Cái đọc bị tiện nộ. Sắt ngọn xong nhóm mà nó chứng anh. Này, cái đọc bị tiện nộ. Tui Phliên khắng nó lôi ổn, cái đọc. Này. Tiết đọc xin nhé. Này, cầm bảo vệ nó đọc tiện. Cái ngọc sông này cứ chẳng ảnh nhiều sắt này bây giờ mình sắp sắt cầm bê bọc đá giật bùn nhiều bàn để bên đập trứng là chức năng lắm mồm chị chứ đọc tiệt đấy liền màn ngáy nó tao đọc tiệt sật đấy.